Đấy, đồng hồ sử dụng là đồng hồ Sunny của Hàn Quốc các bạn. Chúng tôi bảo hành 1 năm. Nhẵn nhội, sắc nét, không một vết vát gì luôn này. Nó là 12 triệu. Đấy, tuy nhiên là thời điểm hiện tại là trong video clip này là tôi bán giá 11 triệu rưỡi. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 12 tháng 11 năm 2021 và những ngày cận kề Tết rồi. Hôm nay bên xưởng sẽ giới thiệu cho các bác là một số cái mẫu đồng hồ cây để các bác có thể trang trí cho những ngày Tết và những dịp cuối năm này, các bác có thể lựa chọn mua sắm này rất là đẹp. Một loạt những mẫu đồng hồ cây hiện tại đang bán chạy nhất cũng như là những mẫu mới nhất bên xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé. Đây, hiện tại là 4 mẫu đồng hồ các bác, 4 mẫu đồng hồ khác nhau, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cũng như là báo giá luôn, báo giá chi tiết từng mẫu đồng hồ cho các bác tham khảo. Toàn bộ mẫu đồng hồ bên xưởng hiện tại là chúng tôi đang giới thiệu các bác là bằng chất liệu gỗ hương đá, tất cả bằng chất liệu gỗ hương đá, mẫu đồng hồ trụ rồi rất là đẹp, 4 mẫu. Thì ngay bên trái quý khách hàng đây là một mẫu đồng hồ tứ trụ vát. Đây, mẫu này hiện tại là mẫu làm cầu kỳ nhất đây, cầu kỳ nhất và có chiều cao nhất là cao 2m3 quý vị này. Đấy, bên này là tứ trụ thường. Đấy, bên này một mẫu tứ trụ vuông, mẫu đồng hồ tháp vuông. Đấy, bên này là mẫu hoa lá tây. Đấy, thì trước tiên là tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu cho các bác xem. Đây, đây là hình ảnh của mẫu đồng hồ tứ trụ vát. Đấy là có nghĩa là cái phần bệ của nó này, chúng tôi là đục vát cong. Đấy, bên này là tứ trụ thường thì là bệ thì chỉ làm vuông thôi, làm đơn giản hơn các bác nhé. Đây, hai mẫu tứ trụ đây. Đấy, quý khách hàng có thể nhìn thấy là nó khác nhau ngay từ phần dưới chân này, là nó khác nhau ở phần dưới chân này. Bệ nó to hơn, làm vát cũng như là cầu kỳ hơn. Đấy. À, phía bên trên này thì nó tương đối giống nhau, nếu khách hàng không nhìn kỹ thì không phân biệt được. Như bên này là phần hạt xoài này, chúng tôi chặt hạt xoài ở phần viền gương này. Phần cột này chúng tôi cũng đục hạt xoài này. Nó sẽ lâu công hơn các bác nhá, lâu công hơn, mất nhiều công đục hơn. Đấy. Và cái khoảng gương này nó cũng to hơn. Đấy. Tiếp theo, phía bên trên này thì các bác có thể nhìn phần những cái phần chi tiết này nó cũng khác này. Đây, phần này chúng tôi cũng chặt xoài này, đây, phần hoa lá tây thì đục mẫu hoa lá tây cân xứng hơn, đối xứng nhá. Đấy, bên này hoa lá tây quật, hoa lá tây quật này. Và của nó là cao là gần 2m27, chúng tôi gọi là 2m3. Đấy các bác nhá. Hai mẫu này. Rồi. Thì hai mẫu này hiện tại có giá tiền là nó sẽ chênh nhau. Là mẫu tứ trụ vuông này của chúng tôi này bán giá là 11 triệu này. Đấy, mẫu này 12 triệu. Đấy, mức giá rất là hợp lý cho cái thời buổi Covid hiện nay. Đấy, chúng tôi bán rất giá rất là hợp lý hai mẫu đồng hồ tứ trụ này. Đây, quay chi tiết hơn cho các bác xem nhé. Sản phẩm chúng tôi là sử dụng là đồng hồ quả lắc nhé. Hiện tại tôi chưa lắp pin nên quả chưa lắc và cũng đánh chuông theo giờ. Đấy, đồng hồ sử dụng là đồng hồ Sunny của Hàn Quốc các bạn. Chúng tôi bảo hành 1 năm. Bảo hành 1 năm cho quý khách hàng. Đây, toàn bộ là sử dụng chất liệu gỗ hương là đá, hàng gỗ đây các bạn nhìn, gỗ trực tiếp, gỗ mộc đây. Gỗ rất là nục nạc luôn này. Đây, những này chúng tôi chưa hoàn thiện gì cả, nguyên mộc như các bác có thể thấy được cái phần gỗ nhá. Phần gỗ rất là đẹp luôn. Phần gỗ sạch sẽ nục nạc luôn. Đây là hình ảnh tứ trụ vuông. Đây, tứ trụ vuông này. Rất là đẹp các bác ạ. Đấy, phía bên này là một mẫu đồng hồ tháp vuông. Đấy. Cái mẫu này thì các bác nào dễ rất dễ vệ sinh lau chùi này. Các bác, mẫu này thì cực kỳ dễ vệ sinh lau chùi luôn. Đây, mẫu này có kích thước của nó là cao là 2m. Tôi quay tổng thể trước đồng hồ tháp vuông này cho các bác này. Bộ này mẫu đồng hồ này là cao là 2m này. Đây, cao 2m này. Đấy, cũng có quả lắc và đánh chuông. Đây. Bên trong này là chiếc máy đồng hồ điện tử Hàn Quốc Sunny. Đấy, chúng tôi bảo hành 1 năm. Đấy. Bảo hành 1 năm. Đây, gỗ rất là đẹp luôn. Gỗ rất là đẹp luôn, nhẵn nhội, sắc nét. Đấy, không một vết vát gì luôn này. Đấy, tiếp theo là mẫu này. Mẫu này thì rất là lạ đấy các bác ạ. Đây là mẫu đồng hồ chúng tôi gọi là đồng hồ hoa lá tây. Đồng hồ hoa lá tây. Hoa lá tây kiểu mới. Đây. Cái bệ nó làm cong rất là cầu kỳ này các bác này. Đây. Hai tầng chân này, hai lượt chân này, chân trong cũng là vanh cong này. Đấy, chân ngoài đục hoa lá tây. Rất là cầu kỳ, rất là đẹp luôn và rất là mới nhé. Mẫu này rất là mới và quý khách hàng có những cái phòng khách mà cổ điển chẳng hạn như là kê bộ tần thủy hoàng ấy, xong kết hợp với cái đồng hồ hoa lá tây này thì rất là đẹp luôn. Và chiếc đồng hồ này thì cũng có cao 2m và chúng tôi bán là cũng giá là 12 triệu. Đấy, tuy nhiên là thời điểm hiện tại là trong video clip này là tôi bán giá 11 triệu rưỡi. Đấy, còn giá thì nó sẽ phụ thuộc theo cái thứ nhất là thời điểm gỗ cũng như là một số nguyên vật liệu khác. Đấy, thì chúng tôi sẽ bán giá thì
quý khách hàng nào mua ở thời điểm nào quý khách liên hệ chúng tôi. Đấy thì có thể chênh nhau một chút thôi, một vài trăm tùy theo từng thời điểm quý vị nhá. Đấy. Thì do có thể là thời điểm đó gỗ nó sẽ giá nó gỗ nhập khẩu và nó sẽ tăng hoặc giảm thì chúng tôi sẽ linh động và bán theo tùy từng thời điểm các bạn ạ. Đấy có thể là tùy từng thời điểm nó sẽ chênh nhau một vài trăm. Đây, đây là hình ảnh tổng thể của bốn mẫu đồng hồ đây. Bốn mẫu đồng hồ tứ trụ rất đẹp quý vị này. Đây. Đấy, nhìn tổng thể này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, tôi quay cả đằng sau cho các bác xem nhá. Phần gỗ của chúng tôi rất là đẹp, nhưng tôi có thể khẳng định một điều luôn là gỗ nó đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đây, kể cả bốn phần mặt đằng sau luôn. Đây, liền một tấm các bác này. Đây các bác, rất giá trị luôn. Đây, chiếc này là liền một tấm gỗ hương đá to như là cái mặt ghế luôn. Đây. Đây, quay gần dùng này. Đây các bác ạ. Đây. Gỗ này, cả đằng trước đằng sau này. Hàng nhãn hiệu sắc nét, gỗ không một vết gì luôn này. Không một vết mũi đốt này. Đây các bác ạ. Quay mộc trực tiếp nha. Đấy thì khách hàng ở xa nào mà không đến xem được xưởng trực tiếp ấy thì chúng tôi sẽ quay video clip đấy giới thiệu cho mọi người. Quay mộc luôn. Đây. Tổng thể bốn mẫu đây. Tôi sẽ dừng hình ở đây nhá. Tôi sẽ dừng hình ở đây các bác xem lại chi tiết lần nữa và các bác yêu mến mẫu đồng hồ cây nào thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây. Theo số điện thoại như là thông tin trên màn hình đây. Rồi. Hiện tại chúng tôi quay trực tiếp tại phía bên ngoài xưởng chúng tôi. Ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.